Kết quả U23 Việt Nam 0-0 U23 Indonesia 10-6 năm U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia để lần thứ 2 vô địch Đông Nam Á. Tiền đạo Quốc Việt bỏ lỡ quả 11m buộc trận đấu phải phân định bằng đá luân lưu sau 120 phút bế tắc. Trong loạt đấu súng, thủ môn Văn Chuẩn đã xuất sắc đẩy thành công một quả 11m, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia để lần thứ 2 liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á. Quốc Việt bỏ lỡ 11m. Chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia ở bán kết là bằng chứng để đảm bảo nhân sự và chiến thuật vận hành trơn tru. Đó là lý do dẫn đến quyết định giữ nguyên đội hình của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi đối đầu với U23 Indonesia. Bên kia chiến tuyến, theo lý giải của huấn luyện viên Shin Tae-yong, việc một số cầu thủ chấn thương và gặp vấn đề sức khỏe nên U23 Indonesia đã có những điều chỉnh ở đội hình xuất phát so với trận thắng 3-1 trước Thái Lan. Đáng chú ý, tiền vệ cánh trái Kelly và tiền đạo Santana ngồi trên băng ghế dự bị. Dẫu có sự biến động ở đội hình nhưng U23 Indonesia vẫn nhập cuộc rất tự tin. Trong 45 phút đầu tiên, U23 Indonesia chơi chủ động hơn, sắc sảo hơn trong các pha tổ chức hãm thành. Sự yếu thế của Đức Việt, Minh Khoa ở tuyến giữa so với các tiền vệ của U23 Indonesia, đặc biệt là Beckham, đã không giúp U23 Việt Nam có những pha hãm thành nguy hiểm. Có chăng, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn tạo sự hứng khởi bằng những nỗ lực tranh chấp rồi lật bóng của Đình Duy bên cánh phải. Chính Đình Duy là người đã tạo nên sự khác biệt trên sân khi tiền vệ của Đà Nẵng tung cú sút đưa bóng bật cột dọc dội ra để Minh Quang lao vào khống chế bóng nhưng bị trung vệ Diwanga phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m. Rất tiếc là tiền đạo Quốc Việt không thắng được thủ môn Hernando trong tình huống đối mặt ở phút 34. U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhưng phải thừa nhận, U23 Indonesia chơi hay hơn trong hiệp 1. Sự cơ động của Beckham ở khu vực giữa sân cũng với những pha vỗ bóng từ biên đã đặt khung thành của U23 Việt Nam vào thế thách thức lớn. Rất may là trong một hiệp đấu tỉnh táo, thủ môn Văn Chuẩn cơ bản hóa giải được các pha hãm thành của đối thủ. Dù vậy, thủ môn này cũng đã một lần bất lực khi đứng nhìn hay can lật bóng từ cánh trái vào trong rất trống trải ở phút 18. May là Raman lại đệm bóng hụt trước khung thành trống, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn 10-10. Văn Chuẩn sửa sai cho đồng đội. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tung bộ đội Kelly và Santana vào sân để tăng cường sức mạnh trên hàng công. U23 Việt Nam có 15 phút đầu chơi không tốt khi hàng tiền vệ chơi không tập trung trong lúc hàng thủ lại thi đấu lỏng lẻo để U23 Indonesia có những cơ hội ăn bàn rất rõ ràng. Đáng kể nhất là tình huống rất trống trải của Ferrari khi lên tham gia phạt góc ở phút 49 nhưng trung vệ này lại đánh bóng chệch khung thành ở cự ly 7m dù không bị ai kèm. U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Indonesia trên chấm 11m. Sau khi phải đối mặt với sức ép rất lớn từ đối phương, U23 Việt Nam đã chỉnh đốn lại lối chơi và đã triển khai thế trận tốt hơn. Các pha hãm thành của đoàn quân ông Hoàng Anh Tuấn rất sắc sảo. Ở các phút 64 và 67, Đình Duy và Quốc Việt tung hai cú sút rất hiểm nhưng thủ môn Hernando đã xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, Minh Quang lại bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn 10-10 khác khi sút bóng rất thoải mái nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 77, U23 Indonesia đáp trả bằng quả nã đại bác từ quả đá phạt, đưa bóng bật xà ngang khung thành U23 Việt Nam. U23 Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á. U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia trên chấm đá luân lưu với tỷ số 6-5. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vương U23 Đông Nam Á 2023. Hòa nhau 0-0 trong 90 phút buộc hai đội phải bước vào hai hiệp phụ. Trong 30 phút này, thế bế tắc trên sân vẫn không thể được phá vỡ nên U23 Việt Nam và U23 Indonesia phân định ngôi thứ nhờ vào loạt sút 11m. Trên chấm luân lưu, thủ môn Văn Chuẩn đẩy được quả 11m của đồng nghiệp Hernando bên kia chiến tuyến để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-5. Qua đó, bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á. Đội hình thi đấu: U23 Việt Nam, Văn Chuẩn, Duy Cương, Ngọc Thắng, Nguyên Hoàng. 91, Nam Hải, Đức Việt,
Xuân Tiến, Văn Khang, Đăng Dương, 79, Quốc Việt, Long Vũ, 91, Minh Quang, Bá Đạt, 115, Minh Khoa, Hồng Phúc, 79, Đình Duy. U23 Indonesia, Hernando, Roby Dawis, Beckham, Isan, 90, Akhan, Rajin, Santana, 46, Rahman, Kelly, 46, Ketrijanta, Alatik, Ferrari, Diwanga, Ricky, Misha, 87,